chào quý thầy cô, các em học sinh cùng quý vị khán giả đang đến với chương trình Giáo dục và Đào tạo. Mở đầu chương trình Giáo dục và Đào tạo hôm nay là một số thông tin giáo dục đáng chú ý. Ngày 26 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2019-2020. Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi năm nay, Tây Ninh có 54 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, học sinh Tây Ninh sẽ tham gia dự thi 9 môn thi gồm môn toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, sinh học, tin học và tiếng Anh. Năm nay, hội đồng thi có 43 cán bộ nhân viên phục vụ công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019-2020. Trong đó, cán bộ nhân viên của tỉnh Tây Ninh 20 người, cán bộ nhân viên của tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa là 23 người. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019-2020 được bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019. Đây là kỳ thi quan trọng được tổ chức hàng năm nhằm lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Những em đạt kết quả cao trong kỳ thi này sẽ được lựa chọn tham dự kỳ thi Olympic. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường từ năm 2018 đến năm 2019. Để thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với ngành tư pháp, ngành công an và các ngành có liên quan, tổ chức tuyên truyền thông tin tài liệu có liên quan đến công tác giáo dục pháp luật. Sau 2 năm thực hiện, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh thông qua các cuộc thi như tuyên truyền phổ biến về các văn bản pháp luật giao thông đường bộ, nghĩa vụ quân sự, trẻ em, vấn đề bạo lực học đường, xây dựng hòm thư góp ý, tố giác tội phạm tại các trường trung học phổ thông, hội thi rung chuông vàng. Trong 2 năm, ngành đã phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 40.000 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phát hành 5.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật và Sở Tư pháp cấp phát miễn phí khoảng 2.000 tờ gấp hỏi đáp pháp luật. Các tài liệu này đều được chuyển đến các đơn vị trường học để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật. Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả quyết định số 3.539 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2021, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Trao giấy khen cho 9 đơn vị trường trung học phổ thông và 44 học sinh đạt giải trong cuộc thi Học sinh trung học phổ thông với kiến thức pháp luật và thủ tục hành chính giáo dục và đào tạo năm 2019. Kính thưa quý vị, chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là chuyên đề được Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020. Nội dung cốt lõi của chuyên đề này là thay đổi cảnh quan trường lớp, thay đổi phương pháp giảng dạy để tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Và sau gần 5 năm thực hiện chuyên đề này đã mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phải kể đến quang cảnh trường lớp. Để tìm hiểu về sự thay đổi này, mời quý thầy cô, các em học sinh cùng quý vị khán giả đến thăm một số trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn huyện Hòa Thành qua phóng sự sau. Khi thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, cần đảm bảo hứng thú, nhu cầu, kỹ năng, thế mạnh của mỗi trẻ đều được hiểu, đánh giá đúng và được tôn trọng. Mỗi trẻ em đều có cơ hội tốt nhất để thành công. Vì vậy, để thực hiện tốt chuyên đề này thì môi trường giáo dục có vai trò hết sức quan trọng tạo nên sự thành công của chuyên đề. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến mọi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, qua đó nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Trong đó, môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Xây dựng môi trường ngoài lớp học phù hợp, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ. Năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Thành về việc triển khai thực hiện điểm chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm của bậc học mầm non.
Trường Mầm non Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều nội dung cũng như hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề. Trong đó, việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một trong những nội dung được nhà trường triển khai bằng việc thiết kế và tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân địa phương, thực hiện việc tạo môi trường học tập vui chơi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Trước khi thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, cơ sở vật chất, quang cảnh trường lớp có nhiều hạn chế. Thế nhưng, sau gần 5 năm nỗ lực thực hiện của tập thể sư phạm trường mầm non Long Hải đã thiết kế được môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học với nhiều ý tưởng và hình thức khác nhau. Các cán bộ giáo viên đã thiết kế các khu vực, các góc chơi phù hợp sáng tạo và chuẩn bị bài tập cũng như trang bị các học liệu mở gây hứng thú cho trẻ tham gia vào các hoạt động, kích thích tìm tòi khám phá cho trẻ. Đặc biệt, trường mầm non Long Hải đã xây dựng khu vườn cổ tích, khu phát triển vận động và khu vui chơi các nước ngoài trời với những đồ chơi vận động phong phú, hấp dẫn nên trẻ có thể tự lựa chọn trò chơi, có thể tự chơi một mình hoặc chơi theo nhóm, chơi tập thể. Những hoạt động tại đây đã giúp trẻ tăng cường khả năng vận động, rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn, sức bền và sự dẻo dai khéo léo của các cơ tay, chân và các cơ vận động khác của cơ thể, giúp trẻ phát triển cân đối hài hòa và rèn sự mạnh dạn tự tin đối với trẻ, tăng cường sự tương tác của trẻ. Sau 5 năm thực hiện, thì đến ngày hôm nay trường chúng tôi đã có được một môi trường thật khang trang sạch đẹp, có nhiều cây xanh bóng mát. Trên sân trường thì có rất là nhiều đồ chơi để đáp ứng được cái nhu cầu chơi của trẻ. Và cái hiệu quả giáo dục mang lại từ cái chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là rất lớn. Trẻ của chúng tôi giờ đây đã mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, có được một số kỹ năng sống và đặc biệt là trẻ rất ham thích khi đến trường mỗi ngày. Và nhìn thấy được cái tầm quan trọng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái chuyên đề này, không chỉ dừng lại ở giai đoạn 2016 đến 2020, mà những năm tiếp theo và tiếp theo sau đó, chúng tôi cũng sẽ giữ vững và phát huy tốt hơn nữa, xây dựng tốt hơn về môi trường giáo dục để mang lại những điều kiện tốt nhất cho trẻ, để trẻ mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Từ khi xây dựng chuyên đề, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non Long Hải đã được thay đổi diện mạo trường lớp và phương pháp giảng dạy. Điều này giúp cho phụ huynh rất yên tâm gửi con em vào học tập tại trường. Tôi có con hiện nay đang học lớp mầm ở trường mầm non Long Hải. Thì cháu học cũng được 2 năm rồi. Thì cảm giác là đi học là rất là yên tâm, các cô rất là quan tâm đến cháu. Thì về cháu còn nói ngọng nhưng mà biết múa hát rất là nhiều, rất là năng động. Thì qua 2 năm cháu học ở đây thì cơ sở vật chất trường thay đổi rất là nhiều, được xây dựng rồi được đầu tư mới rất là khang trang. Thì cảm giác là các phụ huynh mà có con học cùng cũng có chia sẻ là cảm giác rất là yên tâm khi mà cháu được học ở đây. Cũng thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, từ năm 2016 khi mới áp dụng chuyên đề này, cán bộ giáo viên trường mẫu giáo Long Thành Bắc, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân ở đây là do trường có diện tích nhỏ hẹp, sân chơi cho học sinh còn hạn chế. Trước những khó khăn đó, cán bộ giáo viên nhà trường đã tìm tòi tận dụng mọi khoảng trống của trường để bố trí các góc chơi phù hợp. Ngoài ra, trường còn tận dụng các chân cầu thang, các hành lang để tạo ra các góc chơi phù hợp cho từng độ tuổi của trẻ. Từ những sáng tạo của cán bộ giáo viên nhà trường đã tạo ra không gian nhiều màu sắc và các góc học tập vui chơi phong phú. Thì sau khi xây dựng cái môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì tôi thấy trẻ có nhiều cái tiến bộ hơn trong cái nhận thức cũng như là các cái kỹ năng khi mà trẻ được tham gia các hoạt động ở các góc chơi và trẻ được mạnh dạn tự tin hơn, rồi vốn từ của trẻ được nhiều hơn, rồi trẻ thích đến trường lớp. Còn qua cái môi trường này thì cũng giúp cho giáo viên phát huy được tính sáng tạo và năng động hơn, và giáo viên có thể tận dụng cái môi trường sẵn có để dạy cho trẻ các hoạt động phù hợp. Và để thấy được cái tác dụng như thế thì chúng tôi cố gắng duy trì cái môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm này và phát huy tốt hơn. Thì hàng năm thì tôi có bổ sung, xây sửa thêm những cái gì mà cần thiết và phù hợp với điều kiện và kinh phí của nhà trường. Thì năm học này tôi có xây thêm cái bồn chơi cát cho trẻ để cho trẻ chơi nó đẹp hơn. Và bên cạnh đó tôi phân công cho giáo viên từng lớp, để từng khối, để phụ trách từng cái khu vực chơi
để giáo viên có thể là sửa sang lại, bổ sung lại những cái đồ chơi mà đã cũ hoặc là hư, hoặc là thay đổi đồ dùng đồ chơi theo cái từng chủ đề cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Sau gần 5 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, diện mạo các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Hòa Thành nói riêng, toàn tỉnh Tây Ninh nói chung được thay đổi rõ rệt. Từ đó tạo ra một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi học trong lớp và ngoài trời một cách khoa học, thuận tiện và mang lại ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển thể chất, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Đó là những gì mà chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm mang lại. Thưa quý thầy cô, các em học sinh cùng quý vị khán giả, chương trình giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thầy cô, các em học sinh cùng quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.